Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Ở đây thì mình thấy là bạn chủ cao bạn ấy gửi cho mình mấy hôm nay rồi. Cũng xin lỗi để bạn đợi hơi lâu. Cao này thì có Ian Rush, mình nghĩ là đây sẽ là con hàng có thể test được. Còn một đống cầu thủ cộng 8 nữa. Cao nhiều cửa hàng lắm, thành ra là mình không biết là test con nào cho nó vừa tay bây giờ. Con Embolo này nó khá giống Rock 3. bố ơi, con đóng cửa giúp bố cái. Bố ơi, bố. Em Bolo, mấy bộ chỉ số cũng rất là kỳ khủng. Chú này mà búp team New Gen nữa thì bá phết đây. Chỉ số quyết đoán hơi thấp, sức mạnh thì cao. Ông này chỉ số gốc của nó là 91. Đây là 422 rộng cánh đây. Mane, Bale, Em Bolo. Embolo này thì quá gắt. Cũng lần đầu tiên mình được thấy luôn. Ok rồi, chiến thuật đơn, chiến thuật đội. Mình để nguyên không chỉnh gì đúng không? Nguyễn Duy Long, Asensio thay Bale đi anh ơi. Gullit tầm này thì cũng chẳng phá được ai đâu. Vì bây giờ ai mà chẳng Gullit. Bây giờ mình thấy trên xếp hạng ấy, tối thiểu mình gặp con Gullit TT cộng 5 rồi. Má nè tôi y một đá tốt không anh, không có BP mua năm anh ơi. Benzema rất tốt. Phạm Hiếu, Lampard và Gerrard ai hay hơn anh? Muốn biết ai hay hơn vui lòng donate nhé Phạm Hiếu. Người ta không biết đá FIFA hoặc là đá không giỏi, mình đi gạ kèo những cái ông đấy khác gì mình đi lừa người ta. Không, không làm như vậy được. Trần Thuận Thành, anh Be là streamer đá hay nhất cái vịnh Bắc Bộ này mà nhỉ, mặt cười. Còn phân cao trình hay là thấp trình nó quan trọng lắm các bạn ạ. Phân cao thấp nó dành cho mấy ông đi thi Hoàng đấu. Hoàng Tuyền, bản đầu tiên của Embolo biểu tượng Pac-Man. Mỗi cái đặc thù công việc nó có những cái yêu cầu khác nhau. Mình có thể vừa dung hòa được và vừa đá tốt, vừa có thể tương tác nói chuyện với các bạn một cách vui vẻ. Nó cũng khó rồi, mình nói thật là nó cũng khó vãi nồi rồi. Mình đang tính chắc sang đá PES. Nó SEA Games nó đá PES. SEA Games đá PES lúc đấy người ta xem PES nhiều. Hoặc không thì cũng được in cái banner ở các streamer có công xây dựng cộng đồng PES. Chứ này theo FIFA này mãi cũng chết. Không biết tính thế nào anh em nhỉ. Chan Tuân Đét, Embolo trận này nổ thế nhờ. Trận này Embolo mới ghi bàn, ghi phát là thông sòn sòn luôn. Bạn này là mình gặp rồi thì phải đúng không? Hình như gặp rồi này. Nhưng mà tôi sẽ để cho bạn chat thoải mái, rồi bạn sẽ biết cái cảm giác bạn phải đi xóa từng cái comment bạn đã comment. Khi mà tôi cho bạn lên phường. Cứ tưởng lập cái nick clone là hay. Không thoát được đâu. Bạn còn MU, PES 2 3 giờ còn chơi được không? Ui, rút. Cái điều dễ thấy nhất là cái kỳ ACC gần nhất ở bên Hàn Quốc ấy. Thái Sơn, em mới chơi tay cầm mà thấy khó quá.
nó rất là ít. Là vì sao? Bởi vì những cái người nghiên cứu khoa học ấy là người ta nghĩ ra toàn cái hay thôi, mà những cái hay đấy là thường không áp dụng được, không kinh doanh được. Thế người ta bảo là giáo sư với tiến sĩ đa phần là nghèo là vì vậy. Họ nghĩ ra những cái nó quá hay so với thực tế. Mình không dám nói là dở, mà mình thơm, nói là nó quá mấy hay. Pha căng ngang anh xài ra hay a à vậy anh. Nó quá hay so với thực tế cho nên là nó không sinh ra tiền. Thì đúng là cũng có những cái thì mình cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà nó có những cái các bạn nói thì thực ra là mình đã làm rồi, nhưng mà chẳng ai xem cả, cho nên là mình không làm nữa. Mình đã đang không quen chỉnh hướng lệch suốt đây này. Cái buổi ngày hôm nay chọc khe lệch liên tục mà. Ngày mai chắc là sẽ đỡ. Mình cũng là người ra mồi tay, đặc biệt là khi mà mình viết ấy. Hồi đi học viết Nguyễn lách Sơn khổ Tùng, lắm. ST Real dùng con nào dễ dùng anh? Dù béo với CR7 thôi. Hồi đi học viết lách khổ lắm vì tay mình ra mồ hôi nhiều, hôm nào mình cũng phải mang hai cái khăn. Do đối thủ chơi một bài cực hay, đấy là cho cụ đá tiền vệ cánh. Cụ dốc biên, cụ tạt thôi. Đấy cũng là một bài. Hoàng Khôi, cụ dốc biên đóng D 45 độ thì thôi rồi Lượm ơi. Chỉ số của nó cao, cũng là chỉ số chỉ để xem ngắm thôi. Viết phạm, hay do mình chưa cập nhật Win 10 mới nhất bản? Mình nghĩ là anh em chưa cập nhật cái driver. Ui, ui. Sợ vãi cứt. May mà túm cổ được. Quả đấy không phải Cancelo cộng 8 thì thôi rồi đấy. May mà yếu nhưng chạy còn nhanh, còn gây được áp lực. Embolo kìa. Embolo này không khôn. Không nên lau cồn. Nó có cái gì mà người ta hay dùng cái chất đấy để người ta lau điện thoại. Thì cái đấy thì được. Hôm trước mình đá Phan Cao giành thách đấu, mình đá cả buổi ghi được có bàn thôi. Còn đâu là thằng Kane Hot nó gánh hết. Không, like video thì nó mới đọc. Embolo chạy chỗ khá ngu, nhưng mà Embolo có cái sức khỏe phi thường. Từ đầu bài lan giờ chú này ghi bàn cũng nhiều đấy. Có trận thì ghi 3 bàn, mấy trận sau thì thi thoảng nổ phát. Thực ra đúng luật của Facebook là bạn không được rời quá bài stream 15 phút. Cảm thấy là gian dối được thì cứ gian dối, lừa được khán giả thì cứ lừa đó. Mình làm thật ăn thật. Phương Nam, Rivaldo TC cộng 5 đá ST ok không anh? Không. Rivaldo sút ghê lắm. Để đánh đầu cổ trâu và ai lều. Arsenal ST nào đầu hay ngoài Zero anh nhỉ? Quả tạt lỗi. Ê, bóng đánh vào. Thánh. Tít cô bé, Messi hot hay UCL ngon hơn hả anh? Thế. MP3 những cái mùa mà thuận hai chân ấy. Keita ban đi out. Ban đi out. Ngu lít. Để mẹ đánh quả ngu thế lít ơi. Đệt. Bữa mới up clip dậy sút xa xong, ngày hôm nay mẹ bị các bố sút vào mâm. Thua. Yang Rat chuyền ngu.
sút tốt, đánh đầu cũng tốt. Điểm mình thấy là khi mà Teddy sút ấy, thủ môn thường bị ngáo. Mình không biết sao. Nhưng mà thủ môn rất hay kiểu ôm bóng vào gôn với các thứ nhá. À, đội bạn đá hậu hay ấy. Đá cánh thì không nên dùng con nào lương quá 19. Phí lương. Như mình đang đá mai này đá cánh là quá phí lương. Phạm Đức Khiêm, Henry sắp limit rồi. Đệt mẹ, sút vào đầu nó mới ngu ý. Đệt mẹ. Chịu. Đỗ Vĩnh Sơn, cầu thủ giờ rẻ mà, mua về mà trải nghiệm các bạn hỏi làm gì cho mệt mặt cười. Hỏng rồi. Vò nhát Minh Chi, chọn con tim hay là nghe lý trí anh? Ôi, đi về sút hụt bóng. Ngon vãi lều. Quá buồn. Năm nay là câu chuyện của Cao khác. Đình Đức, thua con gái là thua một cách tê tái, mặt cười nhăn răng. Ui, này. Cái đéo mẹ gì sút kìa. Éo vào sợ thật sự. Rồi. Sút quả này thì lại vào. Nói chung là em bolo được cái cục xúc. Nó cũng khá dễ đá khi mà nó có bóng thôi. Chứ còn cái khoản chạy chỗ các thứ thì không khôn lắm. Truyền thì ở mức bình thường. Với cái mức thẻ cộng 8 này thì là nó truyền ở mức bình thường, không đến nỗi ngu. Em bolo. Mình hay dùng phết. Khi mà mình đổi nút thì mới phát hiện là mình hay dùng cái nút tao bóng phết. Trước đây mình bấm thì kiểu phản xạ đó, không để ý là mình có dùng nhiều hay không. Mà sau khi mình đổi nút nó đi thì mình nhận ra là à, hóa ra trước đây mình dùng nó khá nhiều. Ui, vãi chém. Thẻ vàng anh ơi. Éo thẻ. Cái đệt mẹ. Chết vớ vẩn vãi cứt. Chỉ vì không bấm tắc bóng. Sợt mãi mới được một ông đá. Ôi giời, chết. Ăn cái thẻ đỏ nhục quái cứt. Chơi xấu, anh em thấy không? Em blow. Có mặt kịp thời. Trái tim. Gôn trống sở trường. Mẹ sút quả này không vào, nó chặt chân. Em blow. Gôn trống sở trường. Một cầu thủ có biệt tài ghi bàn vào gôn trống. Tuyệt vời. Em bolo. Yeah, em bolo có bàn thắng thứ 3. Pha chạy chỗ đỉnh cao. Và thích thằng Vize.
mãi mới chỉnh được đúng cần, đóng được đúng quả đẹp. Mình chưa bao giờ cắm tai nghe vào tay cầm. Tai nghe đấy chỉ để đàm thoại thôi. Ôi giời, mẹ ngu đéo chịu, sút kìa. Éo được cái tích sự gì ngu. Hào Cancelo tạt quanh đầu đi cố giỏi ngu. Hay quá. Chính thủ môn à. Chết này. Để mẹ sút vào đít ông Ian Rapp. Chán mẹ luôn. Gôn trống lại sút vào đít đồng đội. Sadio Mané. Kỹ thuật chưa? Quá kỹ thuật đấy chứ. Đội bạn chóng mặt đấy ạ. Sút. Đến mẹ. Thế là thế nào nhỉ? Hay. Đến mẹ. Vãi cứt. Thế này chịu rồi. Đánh quả đầu nhìn nó vô hại vãi trưởng vẫn vào. Game mất thua thật sự. Hay như Ian Wright. Tiêu 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 tiêu. Và đánh đầu rất kỹ thuật của Gullit. Thay vì sút bằng chân thì anh đã sử dụng thiết đầu công. Ghi bàn cái ướt sướng rồi chạy rồi. Quả đấy mình thả máy thôi chứ mình chả có gọi là ăn mừng trêu ngươi đội bạn đâu. Tự nhiên nó auto lên Gullit sướng à. Úi là cười tươi. Giữ được mùa. Em bolo. Lô. Lô. Úi giời, chạy kìa. Thôi, quay đầu là bờ. Đấy, siêu sao ngay. Ui. Đá vớ nó vẩn mẹ hạng 7 xếp à. Mẹ linh ta linh tinh. Không biết phòng ngự. Chimmer mẹ hậu mẹ ngu nhất là trong dàn Chimmer gạo cội rồi. Đối thủ chọc quả nào ăn quả đấy. Hạng 7 xếp à.